Xin chào, hi, welcome back to Total Me Vietnamese. I'm Tung from Ho Chi Minh City. Do you remember in the lesson 6, number 3, I showed you how to say I got have something, I don't have something. And today in this lesson, I will show you how to say do you have something. Okay, first of all, do you have a pen? Bạn có bút bi không? Bạn có bút bi không? Bạn có bút bi không? Do you have a pen? Okay, if you want to ask someone if you have something, do you have something? Just follow the structure. The subject, then có, with or without object, then không. Okay, it got the same meaning with like do, does, subject, and have. Okay. Có, to have or has. Không, no, to be not. Okay. Có không is mean do, does, have. Okay, now we got some examples. Anh ấy có máy vi tính không? Anh ấy có máy vi tính không? Anh ấy có máy vi tính không? Does he have computer? Okay. Anh ấy, he, máy vi tính, computer. Có không? Does have. So, anh ấy có máy vi tính không? Does he have computer? Chị ấy có sách tiếng Anh không? 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 Does she have English book? Sách, the book, tiếng Anh, English, English book, có sách tiếng Anh, sách tiếng Anh, English book. Chị ấy, she. Chị ấy có sách tiếng Anh không? Does she have English book? Nó có tiền không? Nó có tiền không? Nó có tiền không? Does he have money? Tiền, 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 the money. Có, to have, okay. Nó có tiền không? Does he have money? Họ có xe hơi không? Họ có xe hơi không? Họ có xe hơi không? Xe hơi, the car. Do they have car? Họ có xe hơi không? Hiện tại mày có công việc không? Hiện tại mày có công việc không? Hiện tại mày có công việc không? Hiện tại, at the present. Công việc, the job. Có công việc không? Have a job or not? Hiện tại mày có công việc không? Do you have a job at the present? Chú ấy có máy chụp hình không? Chú ấy có máy chụp hình không? Máy chụp hình. Máy chụp hình, the camera. Chú ấy có máy chụp hình không? Does he have camera? Dì ấy có sách hướng dẫn du lịch Việt Nam không? Dì ấy có sách hướng dẫn du lịch Việt Nam không? Dì ấy có sách hướng dẫn du lịch Việt Nam không? Sách, the book. Sách hướng dẫn, guidebook. Du lịch, travel. Sách hướng dẫn du lịch Việt Nam, Việt Nam travel guidebook. Dì ấy có sách hướng dẫn du lịch Việt Nam không? Okay. I think like you don't have to use like the Lonely Planet. If you come to Vietnam, before you come to Vietnam, you can visit my website. So got a lot of information for traveling. Okay, vietnamguidebook.blogspot.com. At the moment, I'm working in Nha Trang City in the Nhị Phi Hotel. Nhị Phi Hotel, like a 3-star hotel in Nha Trang City. I'm leaving soon, but actually, if you come to Nha Trang City in December, you can see me. Yeah. Okay, thank you. That's it for today. I hope you enjoy it. Hẹn gặp lại. See you again.